CDT News. 8 dấu hiệu cho thấy bạn thông minh hơn bạn tưởng. Lười biếng, hay quên, chửi thề. Nếu bạn có những điều trên, xin chúc mừng, có thể bạn là một thiên tài. Có nhiều quan niệm về những người thông minh, chăm chỉ, nhớ lâu, không dùng từ tục tĩu. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng một người có IQ cao thường sở hữu những nét tính cách và thói quen đầy bất ngờ. 1. Bạn có xu hướng lười biếng. Theo như nghiên cứu, những người có chỉ số thông minh cao thường mải mê suy nghĩ trong đầu và ít năng động. Ngược lại, những người bình thường có xu hướng dễ chán nản hơn. Họ luôn cố gắng lấp đầy thời gian biểu của mình. Nhưng dù sao thì bạn đừng nên được nước lấn tới, đừng biện minh cho sự lười biếng quá độ của mình là vì có IQ cao. 2. Bạn hay quên thứ nhỏ nhặt. Khó có thể phủ nhận người có trí nhớ hoàn hảo là một người thông minh. Nhưng theo những nghiên cứu gần đây, tính hay quên vặt mới là dấu hiệu của trí thông minh cấp độ cao. Bộ não của chúng ta bỏ quên những chi tiết vụn vặt vì hai lý do. Thứ nhất là để thích nghi với điều kiện mới. Thứ hai là lọc bỏ những thứ nhỏ nhặt, tổng hợp thông tin và đưa ra bức tranh toàn cảnh của vấn đề. Đừng nổi nóng khi bạn quên thứ gì đó không quan trọng, vì đó là lúc bộ não đang dành không gian cho những ý tưởng mới rồi. 3. Bạn đôi khi nói bậy. Thực chất thì việc sử dụng từ chửi thề, tục tĩu khi nói chuyện không nhất định là biểu hiện của người kém thông minh. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người hay chửi thề thường có vốn từ phong phú hơn và đó là biểu hiện của trí thông minh. Nhưng tất nhiên, bạn vẫn phải chú ý đến cách nói chuyện của mình. Việc sử dụng quá nhiều từ tục tĩu sẽ tạo ấn tượng xấu cho người đối diện. 4. Bạn tin tưởng mọi người. Mọi người thường nghĩ những người thông minh thường không tin tưởng bất kỳ ai. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chứng minh rằng những người thông minh thực chất dễ tin người hơn. Điều này có lẽ bởi họ nhìn nhận được những mặt tốt đẹp của cuộc sống. Các nhà nghiên cứu cũng nói thêm, những người tin tưởng người khác thường có tâm lý vững chắc và ít gặp vấn đề về sức khỏe. Bởi vậy, sự tin tưởng không chỉ tạo cảm giác dễ chịu cho những người xung quanh bạn, mà còn tốt cho sức khỏe của chính bạn. 5. Bạn không thích thịt đỏ. Nghe có vẻ lạ, nhưng một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra những người có IQ cao thích thịt gia cầm, cá và rau hơn thịt đỏ. Nhưng nếu bạn là tín đồ của món bít tết, xin đừng vội lo lắng. Các thói quen ăn uống được định hình theo điều kiện khác nhau như gia đình, sức khỏe, tín ngưỡng và thậm chí nơi sinh sống. 6. Bạn giỏi đưa ra ý tưởng. Khá hiển nhiên rằng những người thông minh thường phát minh ra những thứ mới. Tuy vậy, điều này không đúng hoàn toàn. Thường thì những người IQ cao có khả năng nghĩ ra những phương pháp mới lạ, tân tiến, nhưng không đưa chúng vào thực tiễn. Nhất là vì khi họ cố làm như vậy thì trong đầu đã có ý tưởng mới, khiến họ chỉ chú ý vào ý tưởng đó. Quá trình này lại dẫn đến điều số 1. Lười biếng. 7. Bạn có một con mèo. Có vẻ không liên quan, nhưng một số nghiên cứu chứng minh rằng những người thích mèo thường bình tĩnh và nhạy cảm hơn, có IQ cao hơn. Trong khi những người thích nuôi chó lại năng động hơn, cởi mở với người khác và thích sống theo nguyên tắc. Dù thích vật nuôi nào thì cũng đều mang lại lợi ích, khiến ngôi nhà bạn tràn ngập sự yêu thương. 8. Bạn ngủ ít. Những người thông minh thường có thói quen xấu là ngủ muộn. Kết quả là họ thường ngủ ít vì phải thức dậy sớm để làm việc. Vì vậy, nếu bạn là cú đêm chính hiệu và không thể thay đổi được thói quen này, thì hãy thư giãn đi nào. Có lẽ đơn giản là vì bạn thông minh. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé!